Xin chào các bác, xin chào anh em. Có đồ chất, đồ ngất ngây cho anh em thích. Đồ phun thùng đây. Nó là một chiếc loa Bluetooth không dây để anh em nghe nhạc trong phòng. Giả sử phòng ngủ, phòng làm việc hoặc là phòng khách kín thì nó là tuyệt vời luôn. Hoặc anh em cắm trên ô tô cũng rất hay. Nó dùng điện đa nguồn điện anh em nhá. Có nghĩa là nó là một cái cục cấp nguồn, anh em có thể chạy từ điện 100 đến điện 240. Đó. Bow là của Mỹ, Framingham USA. Đó. Phun thùng và đã nhấc nó ra như thế này, anh em có thể thấy. Nếu nói về các dòng loa nghe nhạc cỡ nhỏ, loa nhỏ như này thì dám bảo đảm cho anh em 100% nhá, 100% chứ không phải 99%. Là không dòng loa nào vượt qua được hãng loa Bow nếu về nghe nhạc cỡ nhỏ. Đó. Có thể có những hãng nó làm kiểu cách đẹp hơn, chẳng hạn như anh em có thể thấy như dòng loa Marshall. Thì anh em có thể thấy là kiểu dáng nó làm đẹp hơn. Nhưng về chất âm thì giả sử con này 10 thì con kia chỉ được 4 hoặc 5 thôi. Đấy, dám khẳng định cho anh em điều đó. Đây là một chiếc loa hàng tồn kho hoặc là hàng đã qua sử dụng, được đấu giá từ bên Nhật về các bác nhá. Đó, trong hộp thì nó có xốp, có cái đựng ở hai đầu để gắn vào hai cái thành loa hai bên này, vậy thôi. Nói chung nó là hàng cũ hoặc hàng tồn kho được đấu giá từ bên Nhật về đây. Anh em nhìn thấy đây. Đó. Vừa mới về vừa bóc luôn ra và nó có kèm một cái thiết bị nguồn để anh em lấy cắm điện cho nó. Đây là mặt trước anh em nhá. Đang bắt tín hiệu không dây. Con này thì cửa hàng báo giá luôn cho các bác là 3.500.000 luôn đi, cho anh em tiện theo dõi. Đây là mặt sau. Về loa thì nó đẹp xuất sắc luôn, đẹp gần như mới anh em nhé. Màu trắng tinh khôi. Cho anh em là thích sự tinh khôi cũng như là dòng loa thương hiệu. Như đã nói với anh em là nó là đỉnh cao của các dòng loa nhỏ. Để anh em nghe không nghe trong phòng làm việc và phòng ngủ. Đây là mặt dưới anh em này. Thông tin. Framingham USA đây. Hàng bãi zin luôn. Không sửa chữa nhá. Đó. Hàng còn cả cái hộp này thì anh em phải biết như nào đấy. Đó. Hộp này thì có vào thì nó sang trọng hơn. Vậy thôi, chứ còn anh em mua về thì chắc cũng vứt đi, chứ còn có cái là nó giá trị hơn so với một. Và độ đẹp của nó thì anh em khỏi nghĩ nhá. Rồi bây giờ cửa hàng sẽ test nhạc luôn cho anh em tham khảo này. Giá 3.500.000. Dòng loa Bow thì tiếng nó rõ ràng, ba giải. Giải bát thì nó là vô địch trong những cái phân khúc loa nhỏ này anh em nhá. Cấu tạo bên trong nó gồm hai cái củ loa hai bên, hai củ loa hai bên. Giải bát vô đối luôn. Tọt dây. Tọt dây nguồn. Anh em thông cảm đợi một vài giây nhé. Bắt tín hiệu Bluetooth. Tên thiết bị là iWay. Yeah.
Loa này anh em có ô tô, có nguồn điện trên xe cắm vào nghe trong xe cũng cực kỳ phê luôn. Đừng hỏi vì sao tôi nhớ người, nhớ mắt môi thiết tha một chiều gió nhẹ bay, nhớ chăng người ấy tình đầu anh giờ đang ở nơi nào. Bao lần hẹn hò dưới mưa, từng chiều mình lang thang, mà giờ đây anh đang trốn nào biết chăng em buồn. Từng chiều lang thang trên phố dài, vẫn bước qua những nơi ngập tràn dấu. Để anh em nghe nhạc thì nó rất tuyệt vời. Nghe nhạc gì cũng hay với dòng loa này các bạn nhé. Rộn tiếng cười vui, tôi làm thân khách đến chúc phúc mà thôi. Quà tôi mang đến trao chỉ mỗi hoa bằng lăng, bởi mình nghèo nên chỉ đứng nép ngoài sân. Ok, xin cảm ơn, hẹn gặp lại anh em. Giá 3.500.000. Ôi tình xưa đã phai, nay bàn tay